Hello mấy anh trai, mình là em đây. Hôm nay em sẽ bắt đầu chương trình C cộng cộng và welcome mọi người đến với học cùng em nhé. Đây là bài tập về nhà. Hiện tại thì bài tập về nhà này là cuối tuần nhưng mà giờ mới làm. Hiện tại là 12:45. Em cũng mới vừa ăn cơm trưa xong. Dạo này cũng rảnh rỗi nhiều quá nên bắt đầu em sẽ mở lại làm YouTube lại. Đây là những bài tập dành cho... Không, chỉ là bước khởi đầu thôi. Trong lớp em cho sang làm vậy thôi. Ok, không lan man nữa. Dịch bệnh đồ não cống chân, mấy anh trai thông cảm, mấy anh trai. Ok, thôi em bắt đầu nhé. Đi vào bài số 7. Những cái bài lý thuyết em sẽ để sau, em làm những cái bài tập trước thôi. Bài số 7 ở đây là restaurant bill, hóa đơn, một bài dạng hóa đơn. Đây nó có gì đây? Nó yêu cầu là in ra tác chi tiết, có số liệu của cái thịt rồi nè, tác dựa trên thịt nè, tiếp là phần trăm của tổng. Tổng ở đây đó là giữa 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 tiền thịt với tiền tax luôn nhé. Rồi sau đó người ta kêu in ra in in ra tiền thịt nè, in ra tax nè, in ra tip nè, và cuối cùng là total. Ok, em đã định hình rồi nhé. Ở đây thì em bắt đầu. Em xài IDE của em là Xcode nhé. Giờ dùng cho MacBook. Ngoài ra thì chương trình C nó có nhiều IDE khác lắm. Bác tìm hiểu sau nhé. Ok, cái gì nó cũng bắt đầu include hết. Ở đây nhập giá trị thì IOStream. Và đặc biệt nhớ là không 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 có dấu hai chấm nha các bạn. Và tiếp theo mình sẽ dùng là using namespace std của nó, nếu mà không có chồng này đó thì cũng được thôi. Thực ra cái namespace đây nó hơi bị stupid xíu. Ok, bắt đầu khởi tạo main. Rồi dưới này đi cho nhìn nó đẹp. Ok, bắt đầu khai báo biến nhé. Ở đây biến của mình là thịt nè, tax tiếp nè, total. Mình tổng cộng có 4 biến nhé. Nên dùng cái float new cost. Trời ơi, dạo này lạnh quá. Ở đây có được 88.67 đô la. Bởi vì đây là con số không đổi nên em có thể dùng constant ở trước nha các bạn. Em có thể dùng constant ở đây. Đây là giá trị không đổi. Constant với define này nọ đồ nó thuộc vô dạng mà gọi là literal, dạng hàng á. Nên dựa mà em thích dùng hàng dùng vậy được rồi, vậy là đủ điểm rồi. Ok, ngoài ra có tip nè, có tag nè, có total bill nè. Ok chưa? Xong rồi, tiếp theo là em bắt đầu bước vào giai đoạn expression là khởi tạo biểu thức. Nó thẳng là calculate nó. Ok, bắt đầu tính toán nó nhé. Calculate mình có được là tax đầu tiên là tax nó sẽ bằng 6.75, 6.75 mà chia 100 là 0.0675 của cái thịt. Mình có được tax nó sẽ bằng là 0.0675. Đó, nhân cho cái thằng thịt. Thịt bên có là meal cost. Những cái quên nó tí.
Floster ở đây là dạng data type của nó. Mucosa ở đây là kiểu identifier của mình. Mình sẽ chọn một cái gì đó. Và cuối cùng là mình sẽ gán giá trị đó, value cuối cùng. Ok. Có được text rồi nè. Tiếp theo mình sẽ có được là tiếp thì nó bằng 20%. 20% mà tiếp cho nhà hàng thì cũng ok nha, cũng ok. Nếu mà 20% đẩy lên nữa. 20% mà cộng cho kia. Đây là 88 rồi nè. Vì là tiếp của mình là sắp xỉ là khoảng 17-18 đồng. Cũng biết nữa, bấm thử nè. 0.2 nhưng cho ở đây thì mình ở quên cái tiếp này là giữa cái hàng tổng với cái hàng tax và cái hàng new cost nữa. Bấm liệu bấm lụi hoài. Ok, có được tax và tiếp rồi thì cuối cùng mình sẽ tính đó là total. Ở đây thì mình sẽ được có được tax này, cộng cho tiếp này, cuối cùng là cộng cho new cost. Hoài luôn. Ok. Vậy là còn tính toán gì nữa không ta? Có tiếp hết rồi. À quên, nó tí. Cái mấy cái dòng tính toán này nè. Thì ở đây mình gọi nó là expression nha các bác. Expression giống kiểu là đàn biểu thức vậy á. Các biểu thức tính toán tất cả đều gọi là expression, như những cái biến nè, những cái giá trị hằng số này nọ đồ á, tất cả này nè, tax total mu cost này nọ nó gọi là operand. Operand là gì em quên mất mẹ, mình cứ hiểu nôm na nó là vậy. Cuối cùng thì mình in nó ra thôi, display nó ra. Display ở đây thì mình dùng là CL. CL chứ mình là cow nha các bạn. Đây nó kêu cow gì đây? Nó sẽ kêu cow là tag tiếp total. Ok, vậy mình sẽ có được là khi mà dòng chữ là mình để trong dấu hai nháy. Stack is cái gì đó amount thêm dấu dollar đi. Đó. Giữa những khoản lệnh thì mình có hai cái dấu bé nha. Ok không? Quá ok. Bắt đầu gán cho chị tax vô. Giờ muốn cho nó xuống dòng thì em có lệnh là L. L là xuống dòng nhé. Rồi tiếp theo của mình, em in đó là tip. Tip is cũng giống như vậy thôi. Em sẽ lấy tip. Nhưng mà ở đây em không muốn dùng cái thằng L nữa, em sẽ dùng một cái khác, đó là dấu sạc N này. Khi mà dùng cái dấu sạc N này đó, thì nó chỉ nằm trong cái dấu nháy đơn. Nhớ cái dấu nháy đơn thôi. Rồi. Cuối cùng là in cao. Cuối cùng là tính total thôi. Total, bắt đầu gán giá trị total ra. In, nếu in xuống thì em dùng lại N đi cho nó đẹp, N nó cũng xấu. Ok, giờ cuối cùng dòng cuối là return nó lại, return về giá trị không, trở lại vị trí ban đầu nữa. Vậy là em có còn short gì nữa không ta? Ok, vậy là em đã xong rồi. Nếu mà không có cái chữ username std này á, thì cái dòng ở dưới là có trước cái dòng này std, hai dòng này phải có cái chữ này std 2 chấm. Ok, còn gì nữa không ta? Hình như cũng ok rồi, bắt đầu cho chạy nhé anh trai. Được rồi, tax ở đây thì em sẽ có được là 5 chấm mấy đồng. 9 là gần 6 đồng, tiếp là khoảng 18-19 đồng. Tổng cộng là 113. Ăn sang ghê, ok.
Em xong bài này rồi, copy paste vô thôi. Đó, vậy là xong đầu tiên. Nice.